Ủa xác con gì đấy nhỉ? Ui, các chị ơi, chị ơi này này, bị lột nó phát hiện cái gì đấy? Ủa xác của con gì lột đấy? Này chị này, cái bột nó phát hiện cái gì? Ôi cái gì đấy nhỏ? Ui chắc là hình như cái rắn à? Con. Ui nhìn ghê thế. Ui, cái chuyện đây được. Biết mòn. Ui, chị, để mang đi chị. Chắc là phải có con gì ở đây này. Con gì nó đang lột này? Ui. Cái xác nó to như thế này mà. Ôi, ôi chị ơi, có trứng kìa. Ui đi, có trứng. Ui, để em lấy nha. Ui. Em mà lấy đi. Ui, chị ơi. Ui. Này. Ui, chị ơi, trong đây còn nhiều lắm. Để em lấy hết đi nhá. Có thế nhở. Ui, chị ơi, còn khác còn nhiều lắm. Ui. Chắc chắc cái của con gì nữa chúng tôi nhở. Ui chị ơi, 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 mày giữ đây tao nhá. Vâng, ông vào đây, ông vào đây. Dạ đây ông nhá. Ông ơi, cẩn thận đấy ông ơi. Ông ơi. Ôi, sao không thấy đồng tích gì anh ơi? Ông ơi. Không thấy gì đâu. Mua đây. Cứu con đi.
Đúng hết rồi. Ôi ông ơi, làm nào bây giờ? Ui, con mắt nó khỏe lắm. Con có thằng chưa chân lấy đâu rồi? Ôi ra đi. Ôi làm nào bây giờ ông ơi? Mình ra để nó đi đi để cứu người mua đây. Mua đây mày lên lấy cái gì đâu, để tao kéo ra cùng cứu người mua đây. Để tao vào kiểm tra nào. Ui ông ơi cẩn thận. Đó, đồ mất người rồi. Ui hắn con đám đi Toàn. Sông đắm vây. Ui con đám đi Toàn kìa. Nó đắm ra kìa. Ui chị tôi. Mau đưa con người nữa cơ mà. Ông ơi kéo ra đi. Dần dần cũng ra nó cắn chết kìa. Ôi, người đâu mất rồi. Thằng con khổng lồ này. Ôi, giờ con tôi cho ra đi cứu người đi. Con cứu rồi ông ơi. Con người ở trong đấy hả ông? Hắn con người mà. Ôi, cẩn thận.